Âm Tà Dù hồi thứ 43. Sau một trận lôi kích của thiên đạo, Ngộ Không nhắm nghiền mắt chịu đau đớn. Mở mắt ra khung cảnh thì lại là lúc đang đi thỉnh kinh. Thấy năm thầy trò vẫn cười nói rất là vui vẻ. Chẳng lẽ toàn bộ sự việc ở đây chỉ là một giấc mơ? Mọi người vẫn còn sống. Ngộ Không ôm chầm lấy mọi người. Bốn người còn lại rất là ngạc nhiên. Con khỉ này sao hôm nay lạ thế? Có phải lửa của Hồng Hà Nhi để làm người lú lẫn rồi không? Rồi cứ thế, năm thầy trò tiếp tục lên đường, ngày qua ngày, đêm qua đêm, ngày thì xin cơm chay, đêm thì ngủ tạm đâu đó hoặc xin trọ nhà dân. Bỗng nhiên, trong đầu Tôn Ngộ Không vang lên một tiếng nói: "Ngộ Không, con tỉnh lại đi, người mất cũng đã mất rồi, con mãi đắm chìm trong hư ảo này sao?" Là tiếng nói của Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư mờ ảo xuất hiện, vung tay xé toạc không gian. Tôn Ngộ Không la lớn: "Sư phụ, dừng tay lại đi, người cứ tiếp tục như thế thì thế giới này sẽ bị sụp đổ, bọn họ sẽ chết đó." Là chính bản thân Ngộ Không biết đây chỉ là một thế giới ảo tưởng, nhưng vẫn tự dối mình đắm chìm trong đó. Tôn Bồ Đề không nương tay nữa, vẫn cứ vận phép cố gắng phá vỡ ảo giác này. Tôn Ngộ Không lúc này mới tỉnh lại, thì thực tại nhìn thấy toàn thân đã bị lôi đình hủy diệt, hai tay tan rã, nội tạng cũng không còn. Tại sao nhục thể tan nát mà ý thức lại vẫn còn minh mẫn? Lúc này Ngộ Không mới nhìn xa xa trong hư ảo, thấy Bồ Đề Tổ Sư chỉ còn một nửa thân thể, một nửa còn lại đã hóa thành cây Bồ Đề khô héo. Thì ra để cứu Ngộ Không thoát khỏi ảo giác, Tu Bồ Đề đã hy sinh thân mình, hủy bỏ cả đạo hạnh ngàn năm, vận hết công lực chui vào giữa lôi kích của thiên đạo. Tu Bồ Đề trăn trối về lời rồi hóa thành thân cây khô héo. Tu Bồ Đề căn dặn Ngộ Không không được nản lòng, vì Ngộ Không là người được chọn, thiên đạo cũng không thể hủy diệt được Ngộ Không, hãy vững tin. Tu Bồ Đề dùng chút tàn hơi sót lại đem thân thể Bồ Đề che chắn các tia lôi kích cho Ngộ Không, và đồng thời dùng chân khí của bản thân kích hoạt Mộc Hệ Thần Thạch, để Ngộ Không đạt được sự dung hợp hoàn toàn của năm viên thần thạch, gọi là ngũ hành hỗn độn thể. Cơ thể này xưa nay chỉ có bàn cổ mới đạt được. Nay Ngộ Không là người thứ hai. Ngộ Không đau đớn nhìn thêm một người thân nữa ra đi. Sao ai cũng phải hy sinh vì mình? Ngộ Không cảm thấy tự ghét bản thân mình, vì mình mà bao nhiêu người chết. Rất nhanh sau, Tôn Ngộ Không cảm nhận được thân thể đã đầy đủ trở lại với sức mạnh cường đại hơn bao giờ hết. Loại cơ thể này, hắn cảm thấy từng tia sức mạnh trong từng mạch máu. Từ thân thể Ngộ Không tỏa ra một ánh sáng thật mạnh, đẩy lùi cái lôi kích của thiên đạo. Lúc này Ngộ Không mới hiểu rõ hơn vì sao ngũ thải thần thạch là đá của nữ oa mà lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Thì ra năm xưa khi bàn cổ chết đi, những tinh thể từ xương cốt, da thịt ông vẫn còn lởn vởn trong thế giới này rất nhiều. Khi vá trời, nữ oa vô tình phát hiện điều này nên đã mượn một ít để giúp sức cho mình. Nhưng khi tiên đoán ra vận mệnh của yêu tộc sẽ bị diệt vong, nữ oa liền dùng những gì tinh túy nhất dồn vào 5 viên thần thạch này. Từ đó giải thích được vì sao chỉ là 5 viên đá của nữ oa mà lại có sức mạnh chấn động cả bàn cổ giới. Mà sức mạnh của bàn cổ thì chẳng thua gì thiên đạo cả. Thiên đạo vì muốn diệt ngũ thải thần thạch mà thu lại thần lôi để dùng những thứ cuồng bạo hơn. Một loại năng lượng mà tất cả chúng sinh trong tam giới đều không thể đoán được nhưng đều cảm thấy kinh sợ. Thập nhị tổ vu lúc này đã thoát ly khỏi sự điều khiển của thông thiên, cũng phải ngước lên trời kinh sợ. Chẳng lẽ thiên đạo muốn hủy diệt cả bàn cổ giới vì ngũ thải thần thạch? Thiên đạo càng ngày càng có ý thức như một cá nhân, chứ không còn là một quy tắc vô tri vô giác. Từ bên trên, những đám mây giận dữ hiện ra một bàn tay khổng lồ ép chặt xuống thế giới này. Đây là đòn quyết định cuối cùng của thiên đạo. Nếu như một chữ này không tiêu diệt được Tôn Ngộ Không, thì thiên đạo sẽ hủy diệt luôn cả thế giới này. Tôn Ngộ Không tuy có cơ thể mới nhưng vẫn chưa thể cử động được vì mọi thứ vẫn trong quá trình dung hợp. Tôn Ngộ Không nhắm mắt chờ chết hay sao? Thiên đạo sẽ làm gì tiếp theo? Hãy đón chờ ở hồi sau. Âm Tà Dù hồi thứ 44. Ở hồi 44, trong lúc ngẩn ngơ vì một bàn tay từ trên trời giáng xuống, thì lúc này thập nhị tổ vu đã thoát khỏi sự điều khiển của thông thiên. Bỗng nhiên quay quần lại, Tôn Ngộ Không vẫn chưa cử động được. Trong lòng nghĩ, lão già thông thiên này quyết tâm giết cùng đuổi tận mình, định chơi chiêu cuối hay sao? Lúc này trên đỉnh đầu thập nhị tổ vu tỏa ra một quần ma khí khổng lồ, dần dần tạo ra một dáng người. Dáng người này càng ngày càng rõ nét. Tôn Ngộ Không lẫn thông thiên phải sửng sốt. Đó chính là Sivu. Luồng ma khí ngày càng dày đặc lại, Sivu ngày càng hiện rõ. Thập nhị tổ vu là từ thân thể của Sivu tách ra, không ai chịu phục tùng ai, bỗng nhiên hôm nay lại đồng lòng dung hợp lại để hóa thành Sivu. Sivu sẽ làm gì Tôn Ngộ Không? Không, Sivu đang dùng hết sức đẩy lùi bàn tay từ trên cao của thiên đạo. Thì ra các vị tổ vu sau khi thoát ly đã đứng về phía Tôn Ngộ Không và triệu hồi ra chiến thần Sivu. Sivu hung hăng lao tới, vung trảo vào bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ vì kinh lực của Sivu mà tan biến mất. Sau khi bàn tay khổng lồ biến mất thì Sivu cũng tan biến theo. Thập nhị tổ vu đứng bốn góc xung quanh để bảo vệ Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không đã cử động được, tay đưa kim cô bổng thu về, Ngộ Không hét to: "Trấn giới thiên bi, hoàng thổ số 3 hiện thế!" Từ trên trời một đường rách to khổng lồ, đó chính là lối vào bên trong thế giới của kim cô bổng. Một tấm bi đá xuất hiện bên trên có chữ: "Trấn giới thiên bi, hoàng thổ số 3." Thì ra thứ mà thiên đạo muốn hủy diệt chính là trấn giới thiên bi này. Khi trấn giới thiên bi xuất hiện, các tia lôi điện từ thiên đạo đánh xuống mãnh liệt hơn trước. Nhưng khi bi đá kia rơi xuống đất thì một luồng xung lực tỏa ra làm dẹp tan các tia sét. Trấn giới thiên bi này là gì? Sao lại uy lực đến như vậy? Tương truyền rằng năm xưa khi bàn cổ tách trời tách đất tạo ra thế giới này, thiên địa sơ khai rất là không ổn định, bàn cổ vì cố hết sức mà bỏ mạng. Thì từ hư không một tấm bi đá xuất hiện giúp đỡ bàn cổ nâng trời xanh lên. Qua hàng triệu năm tấm bi đá vẫn cứ ở đó như tiếp tục công việc tách trời đất cho bàn cổ. Sau này yêu tộc Chí Tôn là Đế Tuấn nhờ mượn được sức mạnh thần lực từ bi đá mà có sức mạnh thống lĩnh yêu tộc. Yêu tộc khi đó mạnh đến nỗi thiên hạ vạn vật đều quỳ dưới chân mình. Về sau Đế Tuấn dùng sức mạnh của tấm bi đá này bay lên 33 tầng trời, xây dựng cả một thiên đình đồ sộ.
mang cả yêu tộc lên trời để sinh sống. Về sau, Đế Tuấn cảm nhận mình đã đạt được sức mạnh vô cực thánh nhân, đạt tới mức thiên đạo tế lễ. Thời điểm thiên đạo tế lễ sắp hoàn thành thì có dị biến, Đế Tuấn bị thiên đạo phản vệ mà chết. Từ sau đó yêu tộc nổi loạn, Trấn Giới Thiên Bi cũng từ đó mà mất tích. Cái chết của Đế Tuấn trở thành một sự tình bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải. Sau khi Đế Tuấn chết, yêu tộc như rắn mất đầu nên nổi loạn. Phía đạo gia có Tam Thanh lập tức chỉ huy thuộc hạ khởi nghĩa chiếm lấy thiên đình. Đạo gia không biết vì sao trong một thời gian ngắn mà lại tăng trưởng rất nhanh, cộng với vô vàn pháp bảo nên đã nhanh chóng chiến thắng, từ đó thống lĩnh bàn cổ giới. Và từ sau đó nhân tộc mới xuất hiện. Loài người tuy yếu đuối nhưng đồng lòng. Thiên đình cảm thấy loài người cũng là một thế lực có thể gây nguy hiểm cho quyền lực của mình về sau, nên đã bày ra trận hoàng hà, tạo ra cơn đại hồng thủy nhấn chìm nhân tộc. Nhưng nhân tộc có một lãnh đạo tên là Đại Vũ. Đại Vũ không biết từ đâu có trong tay bia đá, nên đã có sức mạnh hóa giải trận hoàng hà. Thiên giới cử thêm các cao thủ xuống, nhưng đều bại dưới tay của Đại Vũ. Sau đó thiên giới bày ra kế hoạch giảng hòa. Đại Vũ biết thiên đình sẽ có ngày trở mặt, nhưng với lực yếu nên cũng không muốn chống đối làm gì. Đại Vũ sau đó dùng pháp lực của bia đá tạo ra 9 châu trên thế giới, rồi mới cất biên đá vào bên trong Định Hải Thần Trăm, cái gậy mà ông dùng để đo mực nước biển. Đại Vũ cũng là người phàm nên tuổi già sức yếu rồi cũng chết đi. Định Hải Thần Trăm sau đó được Đông Hải Long Vương tiếp quản, vì quá lâu nên cũng chẳng ai nhớ tới chủ nhân ban đầu của nó, cứ mặc định cho đó là của Đông Hải Long Vương. Tôn Ngộ Không nhờ Ngũ Thải Thần Thạch mới gợi nhớ lại được ký ức này. Hôm nay Tôn Ngộ Không đã tháo bỏ phong ấn, mang Trấn Giới Thiên Bi trở lại nhân gian một lần nữa. Tôn Ngộ Không cảm thấy cảm kích nữ oa vô cùng. Vạn vạn năm trước vậy mà đã tính được đến sự tình của hôm nay. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, phải chăng năm xưa Cộng Công Trúc Dung có phải là giả vờ đánh nhau để đàm đổ Bất Chu Sơn, cho nữ oa có cớ dùng đá vá trời để có thể đường đường chính chính mượn được sức mạnh từ thân thể của bàn cổ mà không bị thiên giới phản đối. Từ khi Trấn Giới Thiên Bi xuất hiện trở lại, thiên đình từ đổ nát trở nên ngay ngắn vững chãi như mới. Những thứ đổ nát hoang tàn do các trận đại chiến từ đó đến nay cũng trở nên lành lặn. Trấn Giới Thiên Bi là thứ sinh ra để làm ổn định bàn cổ giới này. Thiên đạo cũng đã im lặng, không phát ra âm thanh gì nữa. Trấn Giới Thiên Bi từ từ thu nhỏ lại. Từ xa, một nhóm người vào vàng bay tới, động thái như muốn cướp Trấn Giới Thiên Bi. Tôn Ngộ Không nhanh chóng cất Trấn Giới Thiên Bi vào trong kim cô bổng. Nhìn lại thì thấy những người bay đến này không ai xa lạ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và ba thần tiên đi sau. Tôn Ngộ Không thủ sẵn thế tấn công, lầm thầm nghĩ. Tên Lý Tịnh sao bây giờ lại đổi phe? Phải chăng hắn chỉ là kẻ thức thời, gió chiều nào theo chiều đó? Quái lạ, lúc gặp trên thiên đình, hắn chỉ ở mức sơ kỳ thánh nhân. Nhưng cớ gì bây giờ, phong thái khác hẳn, có thể hắn ở mức nửa bước đại đạo cường giả chứ không ít. Lúc này một tiếng cười từ xa vang lên, một cú đáp mạnh làm rung chuyển trời đất. Một lão già ngông nghênh tự xưng là Hỗn Côn Tổ Sư. Lão già này đứng che chắn cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy người này liền hành lễ. Hắn hỏi Tôn Ngộ Không biết mình là ai không? Tôn Ngộ Không cung kính. Hỗn Côn Tổ Sư chính là sư phụ của Bồ Đề Lão Tổ, cũng chính là sư tôn của Tôn Ngộ Không. Xét về thực lực có thể nói ngang với Hồng Quân Lão Tổ, sư phụ của Tam Thanh. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa lo, vì cứ có ai đứng về phe mình đều phải vong mạng. Thật sự điều này làm Tôn Ngộ Không rất lo lắng. Tôn Ngộ Không nói cho Hỗn Côn biết về chuyện của Tu Bồ Đề. Hỗn Côn bình tâm cho rằng ai cũng phải có sứ mạng trên đời này. Tu Bồ Đề đã hoàn thành sứ mạng của đời mình rồi, đừng nên hối tiếc. Hỗn Côn không đến một mình mà còn mang theo nhiều người. Những người này có thể là lá chắn cuối cùng của yêu tộc. Một người nửa rồng bước lên, tên là Đại Yêu Kế Mông. Sức mạnh của người này ở nửa bước đại đạo cường giả, có thể hô phong hoán vũ. Sau đó vẫn còn các yêu vương khác như Bạch Trạch, Quỷ Sa, Anh Chiêu và hai người rất đặc biệt. Các bạn biết hai người đó là ai không? Một người con gái tuyệt đẹp, nửa người nửa rắn. Vâng, đó chính là Nữ Oa. Và đi chung với Nữ Oa không ai khác đó chính là Phục Hy. Đúng là chuyện kinh hoàng. Không phải những cái tên này đã mất tích hoặc chết từ ngàn vạn năm nay rồi sao? Những nhân tố này được cho là mạnh nhất yêu tộc đã hội tụ nơi đây. Quả nhiên là một chuyện khó tin. Bạch Trạch bước lên chỉ cho Ngộ Không những kẻ bên thiên giới. Đứng sau Nguyên Thủy Thiên Tôn là Lục Áp Đạo Quân. Người này vốn là sư đệ của Hỗn Côn, nhưng sau đó hai sư đệ bất đồng quan điểm nên mỗi người theo một phe khác nhau. Kế bên là Dương Mi Đại Tiên. Cuối cùng là hai cái tên chắc chắn sẽ làm các bạn phải bất ngờ, đó chính là Hồng Quân Lão Tổ và Khương Tử Nha. Trấn Giới Thiên Bi này quả là không tầm thường, làm cho những cái tên mà ẩn danh từ rất lâu bây giờ phải xuất hiện muốn giành lấy. Những cái tên quá nổi tiếng như Hồng Quân Lão Tổ hay Khương Tử Nha hay Nữ Oa Phục Hy cũng phải xuất hiện trở lại trên nhân gian một lần nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra ở những hồi sau, hãy đón xem.